Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách đào và chế biến sơ chế cây cỏ gấu để làm thuốc. Cây cỏ gấu hay còn trong y còn gọi là cây hương phù đó các bạn, chuyên trợ chữa trị các bệnh cho phụ nữ đó. Đây, đây như các bạn thấy, đây là cây cỏ gấu. Đây, cỏ gấu này do mình đang đào cỏ gấu ở gần sông, ở cửa biển, cỏ gấu ở nước lờ đó các bạn, nên màu nó sẽ nhạt nhạt hơn so với cỏ gấu ở trên núi hoặc là đồng bằng. Thường trong đông y thì mình dùng cỏ gấu, thì mình dùng cỏ gấu ở nước lợ và gần cửa biển rồi đấy các bạn, dược tính nó sẽ cao hơn. Đây mình đào, mình đang dụ đất ở cho nó ra. Đây, đây là cỏ gấu sau khi đào mà mình đã ngâm rửa hết sạch đất, nó sẽ ra củ như thế này. Củ thường củ già nó sẽ có màu đen, còn củ còn non sẽ có màu nâu nâu. Đây, củ đây như củ này mình đã thui rồi, đây thui sạch rễ nâu nó đấy. Cái này là sau khi mà bạn đào lên và rửa sạch đất cát thì bạn phơi cho nó khô đây. Phơi, bạn khơi phơi vừa vừa thôi các bạn, chủ yếu phơi khô đó là mình đốt cái lông sạch như thế này. Đây mình đốt mấy cái cọ rễ nhỏ nhỏ đấy cho nó sạch. Thôi khô thì bạn chắc là đỡ vào đống rơm hoặc là đỡ không như gì cũng được, thui sơ qua thì nó sẽ có còn lại cái củ và cái những rễ lớn thôi, và khi đó các bạn có thể lấy dùng được. Và công dụng thì thường chữa tốt cho phụ nữ sau sinh đấy, và thường phụ nữ sau sinh thì dùng củ cỏ gấu này hay là còn gọi là cây hương phù kết hợp với cái nghệ đấy các bạn, nghệ sắc lát, có thể dùng tươi hoặc khô và sắc lát bỏ chung với cỏ gấu này vào trong ấm nước và nấu nước uống. Này là đặc biệt là thuốc rất tốt cho phụ nữ sau sinh, nó ra hết những gì còn sót lại của phụ nữ khi sinh. Uống thì cũng rất dễ uống thôi các bạn, uống nó ngọt ngọt, là nói chung là nó ngọt ngọt dễ uống mát.